Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp chuyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh, một văn sĩ Trung Hoa dưới triều đại nhà Thanh Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chuyện Sống Người Đẹp Nết. Không còn nơi dãi bầy nỗi oan phẫn, kiều thị tìm đến một cửa quan khác. Ông Mỗ nghe chuyện ấy cảm kích nghĩa khí của người đàn bà, giúp đỡ để đạt lên quan trên quan trên tra cứu quả điều tố cáo của chị là đúng liền bắt bọn vô lại chừng chị nghiêm khắc phải trả lại tài sản cho chủ xấu số có người bảo là kiều thị nên chuyển về ở hẳn nhà mạnh để chăm sóc con côi nhưng kiều không chịu chị ta khóa chặt cửa nhà mạnh bảo bà vú ẵm thằng bé cùng về nhà mình để cho ở một căn riêng phàm những vật dụng cần thiết hàng ngày cho thằng bé kiều đều cùng bà vú đến nhà mạnh mở cửa lấy để chi dùng dần còn mẹ con thì vẫn giữ phận nghèo hàng ngày rau cháo như xưa chứ không mảy may đụng đến của cải của con mạnh khi ô đầu lớn kêu tìm thầy cho học còn con đẻ của mình phải lao động chân tay bà vú khuyên cho cả hai đứa trẻ cùng học với nhau cho vui nàng đáp mọi phí tổn học hành là của cậu ta nếu tôi hao phí của người để cho con tôi học thì không được. Mấy năm sau, Kiều đã để dành được cho thằng bé mấy trăm thùng thóc. Kiều liền hỏi con gái nhà dòng dõi cho nó tu sửa nhà cửa, thu xếp cho nó trở về nhà cũ. Ô đầu khóc lóc xin mẹ Kiều cùng về ở chung. Nể tình Kiều cũng nghe theo, xong vẫn làm nghề dệt vải như trước hai vợ chồng ô đầu đem giấu hết đồ nghề canh cửi đi nàng bảo mẹ con tôi chỉ ngồi ăn thì sao yên tâm được rồi sớm chiều kiểu chăm sóc việc trong nhà lại sai con trai trông coi đồng ruộng nhà ô đầu như kẻ làm thuê vậy vợ chồng ô đầu có sai trái gì dù là việc nhỏ kiều thị cũng khiển trách không nương nhẹ nếu không sửa lỗi nàng lập tức thu xếp đòi đi hai vợ chồng phải quỳ xuống ăn năn xin lỗi. Lúc ấy, Kiều Thị mới nguôi. Ít lâu sau, ô đầu vào học trường quận. Kiều Thị đòi trở về nhà mình, ô đầu nhất định không nghe. Chàng ta lại góp tiền cưới vợ cho thằng con của Kiều Thị. Kiều cho con đẻ về ở nhà riêng của mình. Ô đầu giữ thế nào cũng không được. Mới ngầm mua 100 mẫu đất thôn bên để cho con của Kiều Thị làm kế sinh nhai sau khi kiều thị ốm lại đòi trở về nhà mình ô đầu nhất định không nghe bệnh nguy kịch bà trăng chối thế nào cũng phải đưa ta về trốn ở nơi cũ ô đầu nhận lời xong đến khi bà mất ô đầu đem vàng đến nói lót với con của kiều thị xin cho hợp táng với ông mạnh đến khi đưa đám cỗ quan tài tự nhiên quá nặng ba chục người khiêng không nổi còn con trai của kiều thị tự nhiên ngã lăn đùng ra đất máu mũi hộc ra tự miệng thốt lên đứa còn bất hiếu sao lại bán mẹ mày như thế ô đầu sợ quá lễ lậy cầu khấn mãi con trai của kiều thị mới khỏi việc ma táng phải ngừng lại mấy ngày để kịp sửa sang lại phần mộ cho ông mục rồi hợp táng bà vào đó Mời quý vị và các bạn nghe mẫu chuyện Vương Quế Am Vương Cao tự là Quế Am Có một nhà gia thế ở phủ Đại Danh Đi chơi miền Nam cắm thuyền ở bờ sông Thuyền bên cạnh có một cô gái nhà thuyền Đang ngồi theo giày Xinh đẹp tuyệt trần Vương nhìn chăm chăm cô gái rất lâu Cô gái vẫn dường như không hay biết Vương ngâm chơi câu thơ Cô gái lạc xương nhà trước cửa. Cố ý để cho cô gái nghe thấy. Cô gái hình như hiểu là nói về mình, khẽ ngẩng đầu, đưa mắt liếc ngang rồi lại cắm cúi theo như cũ. Vương sốt ruột, lấy một thoi vàng ném từ xa vào vạt áo cô gái. Cô gái cầm lấy rồi ném luôn đi dường như không biết là vàng. Thoi vàng rơi lên bờ. Vương nhặt về rồi lại ném luôn một cái vòng vàng xuống chân cô gái. Cô ta cứ cắm cúi làm như không thèm để ý tới. Không bao lâu người nhà thuyền đi đâu về, Vương sợ người ấy trông thấy cái vòng lại căn vặn lôi thôi cho nên trong bụng cũng hơi sợ. Xong cô gái vẫn thản nhiên như không, đưa hai bàn chân che cái vòng đi. Người nhà thuyền cởi dây buộc, thuyền thuận nước xuôi dòng. Vương ngồi ngây ra, suy nghĩ vẩn vơ, tâm tình chán nản. Bây giờ Vương vừa mới cưới vợ, nhưng không may vợ đã qua đời. Nên Vương cứ tiếc, sao không lập tức ngỏ lời với cô gái. Đến khi hỏi thăm các thuyền xung quanh, thì không ai biết họ tên cô gái nọ. Không có cách nào hơn, Vương cho quay thuyền đuổi theo thật gấp, xong ngút ngát tầm mắt vẫn không thấy bóng thuyền cô gái cực chẳng đã, Vương phải quay thuyền xuôi Nam. Công việc xong, Vương trở về Bắc. Trên đường thuyền đi, chàng hỏi thăm khắp mà không ai biết về cô gái. Về đến nhà, khi ngủ, khi ăn, không lúc nào chàng không vấn Vương tưởng nhớ. Hơn một năm sau, Vương mua hẳn một con thuyền lại xuôi về hướng Nam. Ngày ngày chàng đến gặp xem các thuyền qua lại trên sông, đến nỗi thuộc cả từng cánh buồm, từng bánh lái. Xong con thuyền ngày trước vẫn bằn bặt tâm hơi. Được nửa năm cạn hết cả tiền lương, đành phải quay về nhà. Thế rồi cứ đi thì mong, ngồi thì nhớ. Quanh quất chẳng làm được việc gì. Một hôm vào buổi tối, Vương nằm mộng thấy, đến một làng ven sông. Qua mấy cổng, thấy một căn nhà đơn sơ quay vào hướng nam. Có dãy trúc thưa làm hàng rào. Vương nghĩ đây là cái vườn đình, liền đi vào. Bên trong có một gốc dạ hợp tư hồng răng kín cây. Vương Sực nhớ đến câu thơ: Một cây mã anh hoa trước cửa. Thật là đúng với cảnh này. Đi vào trong, thấy phía bắc có một ngôi nhà ba gian hai cửa đều khép kín. Phía nam có một căn nhà nhỏ, bụi chuối che lấp cửa sổ. Trước cửa ra vào có một cái giá áo trên treo chiếc quần hoa. Vương biết đây là buồng của đàn bà con gái vội quay ra ngay. Xong bên trong đã biết có một người con gái chạy ra. Nhìn kỹ chính là cô gái theo giày trên thuyền độ nọ. Vương kinh ngạc thốt lên. Ôi! Lại còn có lúc gặp nhau thế này sao? Vương đang định lại gần người đẹp thì ông bố cô gái chợt về. Vương giật mình tỉnh dậy, hóa ra là giấc mộng. Mọi cảnh vật đã qua đi, nhưng đều như hiện ra trước mắt. Song chàng vẫn giữ kín, sợ lộ cho người khác biết thì vỡ mất giấc mộng đẹp ấy. Sau hơn một năm, vương có việc đi chấn giang ở miền nam, có quan thái bộc họ Từ vốn có quan hệ giao tiếp nhiều đối với vương, cho nên mời vương đến ăn uống vương lên ngựa quẩn quanh thế nào mà nhầm vào một thôn nhỏ thấy đường xá cảnh vật phảng phất như đã từng đến trong cổng có một cây mã anh y như thế lấy làm lạ vương đánh ngựa đi vào thì cảnh sắc càng không khác gì trong mộng đã gặp vào sâu bên trong cũng thấy hai căn nhà bên nam bên bắc lúc ấy mới cho là mộng đã nghiệm không còn lo ngại gì nữa chàng đi thẳng vào căn nhà phía nam và trong đó quả có một cô gái thêu giày trên thuyền độ nào vừa trông thấy vương cô ta sửng sốt đứng dậy nấp sau cánh cửa quát lớn đàn ông ở đâu vào thế